Xin chào các bạn, hiện nay người dân Mỹ đang đối mặt với một thách thức lớn, đó là sự xuất hiện của hàng nghìn con khỉ xâm hại. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cách kiểm soát sự gia tăng đột ngột của quần thể khỉ và việc bảo vệ an ninh cho cộng đồng cũng như là ngành du lịch. Hãy cùng với kênh Han Khám Phá tìm hiểu cách giải quyết vấn đề khỉ xâm hại tại Mỹ trong video dưới đây nhé! Hãy bình luận số 2 để tôi biết là bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng với chúng tôi nhé! Tại bang Florida của Mỹ, người dân đang phải đối mặt với sự xâm hại của loài khỉ. Khỉ thường di chuyển theo bầy đàn và tập trung nhiều nhất ở các khu vực dân cư. Chúng thường tấn công con người một cách hung hãn và thậm chí lục lọi nhà cửa để tìm kiếm thức ăn. Một ví dụ điển hình là tại thành phố Fort Lauderdale, được biết đến như một thủ đô khỉ. Số lượng khỉ ở đây đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua, lên đến hơn 5.000 con. Khỉ xâm hại đã gây ra thiệt hại lớn cho các thành phố và hệ thống điện bằng cách ảnh hưởng đến đường dây điện do thói quen leo trèo của chúng. Trong thời đại mà mọi công nghệ đều phụ thuộc vào điện, hậu quả của việc mất điện kéo dài có thể rất nghiêm trọng. Hàng giờ mất điện luân phiên do khỉ xâm hại đã trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng ở nhiều khu vực của Florida. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Han Khám Phá nhé. Cảm ơn các bạn. Năm 2023, một nhà máy sản xuất tại Fort Lauderdale đã chịu thiệt hại hơn 10 triệu đô la Mỹ sau khi mất điện trong 3 ngày. Nguyên nhân được xác định là do khỉ xâm lấn đã cắn đứt các đường dây điện, gây ra cháy nổ và gián đoạn nguồn cung cấp điện. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn đe dọa tính mạng và sự an toàn của người dân. Chính quyền cần phải có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn khỉ tiếp cận với đường dây điện và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và người dân địa phương. Tác động của khỉ xâm hại không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Florida mà còn có những hậu quả tiêu cực đối với ngành du lịch của bang Florida. Florida nổi tiếng với những bãi biển đẹp, công viên quốc gia và các khu nghỉ dưỡng sang trọng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của khỉ hoang dã tấn công con người và cướp thức ăn từ du khách trên bãi biển đang khiến mọi người lo lắng và sợ hãi. Thành phố Orlando, nơi có các khu giải trí nổi tiếng như Disney World và Universal Studios cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ngành du lịch tại đây đóng góp hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế mỗi năm và tạo ra hàng triệu việc làm. Tuy nhiên, từ năm 2020, khỉ xâm hại đã lan ra các khu du lịch, khiến số lượng khách du lịch đến Florida đã giảm mạnh xuống còn khoảng 80 triệu người mỗi năm. Với sự sụt giảm này, ngành du lịch cần áp dụng các biện pháp nhất định để khôi phục niềm tin của du khách và thu hút họ quay trở lại. Một sự cố đáng kể đã gây ra sự sụt giảm lớn lượng khách đến Florida trong những năm gần đây là vụ tấn công của một con khỉ và một du khách người Đức tên là Annelies tại một khu nghỉ dưỡng du lịch vào năm 2022.
thì Annelies đang ngắm khỉ, đột nhiên một con khỉ lao tới và tấn công cô, giật mũ và tóc, cào sức mặt cô gái, gây thương tích. Theo một lời kể khác từ Annelies, khi cô đang ở bên ngoài cùng bạn bè thân thiết thì bất ngờ một con khỉ tiến tới và túm lấy tóc cô, kéo và gây đau đớn cho da đầu của cô. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay là thú vị, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận nhé! Nếu các bạn đi du lịch đến Florida hoặc là các khu vực khác có khỉ, điều quan trọng là bạn phải tự bảo vệ mình và tránh làm hại chúng. Để làm được điều này, lời khuyên cơ bản nhất cho du khách là không cho khỉ ăn bất kỳ thức ăn nào. Hành động này có thể khiến chúng quen với việc xin ăn và thậm chí trở nên hung hãn nếu không nhận được thức ăn. Đồng thời, cực kỳ quan trọng là cất giữ thức ăn của bạn một cách cẩn thận trong túi hoặc là hộp kín để tránh thu hút sự chú ý của khỉ và không gây ra tình huống không mong muốn. Một điều quan trọng khác là tham gia các tour du lịch có hướng dẫn viên. Những hướng dẫn viên có kinh nghiệm sẽ biết cách bảo vệ và hướng dẫn du khách trong trường hợp gặp khỉ xâm hại. Họ cũng có thể cung cấp lời khuyên về cách thức xử lý an toàn khi đối mặt với khỉ. Cuối cùng, luôn giữ khoảng cách an toàn với khỉ khi bạn gặp chúng, tránh đến gần, chạm vào hoặc là chụp ảnh với chúng để tránh những tình huống không mong muốn. Giữ khoảng cách ít nhất là 1 mét với khỉ có thể giúp bạn tránh các rủi ro không mong muốn và đi du lịch an toàn hơn. Vào tháng 5 năm 2021, Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida đã ban hành một chính sách mới cho phép sử dụng bẫy lồng sắt để kiểm soát quần thể khỉ xâm hại tại một số khu vực trong bang. Việc sử dụng bẫy lồng sắt nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng lên hệ thống điện, tài sản và con người. Bẫy lồng sắt được coi là một phương pháp hiệu quả và nhân đạo để kiểm soát khỉ xâm hại. Loại bẫy này có thể bắt nhiều khỉ cùng một lúc, hiệu quả hơn các phương pháp khác như là bẫy thủ công. Với chất liệu chắc chắn, bẫy lồng sắt có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt mà không bị rỉ sét hoặc hư hỏng trong nhiều năm sử dụng. Đặc biệt, nó an toàn cho con người, không nguy hiểm cho thú cưng hoặc trẻ em.
Sự tiện lợi của loại bẫy này là có thể di chuyển và đặt trong các khu vực dân cư. Và khi có khỉ bị mắc bẫy, người dân chỉ cần báo cáo với chính quyền địa phương trong vòng 24 giờ và sẽ có nhân viên đến thu gom và thả chúng về tự nhiên. Phương pháp tiếp theo mà người dân Florida có thể áp dụng là lấy cảm hứng từ phương pháp của người Nhật Bản. Đó là bẫy lồng sắt với thiết kế đặc biệt. Loại bẫy này lớn hơn với cửa bẫy ở trên đỉnh và mồi nhử ở bên trong. Phương pháp bẫy cuối cùng là cơ chế bẫy được kích hoạt khi khỉ treo lên thân cây và đặt trọng lượng của chúng lên bẫy. Bẫy sẽ tự động kích hoạt cơ chế bẫy vì trọng lượng của khỉ quá nặng. Sau khi bẫy được khỉ, người dân Florida không tiêu diệt chúng, mà thay vào đó, họ áp dụng biện pháp nhân đạo là chia sản những con khỉ bị bẫy. Những con khỉ này sau đó được đưa đến một khu bảo tồn hoặc là thả trở lại tự nhiên sau khi phẫu thuật chia sản. Nếu bạn vẫn đang theo dõi video, hãy để lại số 2 dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn. Các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện bởi các bác sĩ thú y có trình độ chuyên môn cao. Để đảm bảo an toàn và nhân đạo, họ sẽ sử dụng thuốc gây mê phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe của khỉ. Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé! Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi, người nông dân Trung Quốc đã tập trung đầu tư vào mô hình trang trại đà điểu, thu về lợi nhuận khổng lồ. Đà điểu là loài vật phổ biến ở Nam Phi và Úc do giá trị kinh tế cao. Chúng đã được nuôi trong các trang trại hiện đại ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc. Mỗi loại đà điểu có đặc điểm riêng biệt về màu sắc và kích thước, góp phần vào sự đa dạng của thế giới động vật. Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi thưởng thức các sản phẩm từ đà điểu chưa? Thịt đà điểu có vị ngon đặc trưng, mềm hơn thịt bò. Trứng đà điểu có vị thơm đặc biệt, không có mùi tanh và xốp hơn các loại trứng gia cầm thông thường, sẽ làm hài lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất. Để có một trang trại đà điểu chất lượng cao, việc chọn lựa giống phù hợp là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần lựa chọn những giống khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không có khuyết điểm, với trọng lượng từ 5 đến 6kg mỗi con. Chúng nuôi đà điểu cần có không gian rộng rãi, điều này giúp hạn chế căng thẳng và xung đột trong đàn. Ngoài ra, chúng nuôi cần có cát để đà điểu tắm cát, điều này giúp chúng làm sạch lông và da, loại bỏ ký sinh trùng và ngăn chúng bị nấm da.
đồng thời trồng cây xung quanh trang trại để tạo bóng mát, giúp giảm nhiệt độ và làm hàng rào cao ít nhất là 2 mét để tránh đà điểu trốn thoát ra ngoài. Nếu bạn yêu thích việc chăn nuôi đà điểu, hãy để lại số hay dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn. Bằng cách áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, người chăn nuôi có thể tối ưu hóa việc sinh sản đà điểu. Đà điểu có thể đẻ từ 10 đến 20 quả trứng trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, khi chúng trưởng thành, chúng có thể đẻ từ 40 đến 50 quả. Để tăng cường khả năng ấp trứng đà điểu, các chủ trang trại đã xây dựng hệ thống ấp trứng hiện đại để giúp ấp ra những chú chim non khỏe mạnh. Sau khoảng 36 đến 45 ngày ấp, những quả trứng khổng lồ này sẽ nở ra thành những chú chim đà điểu con khỏe mạnh, mang lại hy vọng cho thế hệ đà điểu mới tại trang trại. Thức ăn cho đà điểu con gồm có các loại rau xanh, thảo mộc và hạt ngũ cốc xay. Sau đó người chăn nuôi sẽ thêm vitamin và các loại khoáng chất khác trộn lẫn với nhau. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào ? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách là để lại bình luận bên phía dưới video của chúng tôi nhé. Bây giờ, xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video. Sau khi trộn, thức ăn có thể được cung cấp trực tiếp cho đà điểu hoặc được ép thành viên cho chúng ăn. Ép thức ăn thành viên từ các loại hạt ngũ cốc giúp đà điểu dễ ăn hơn, phát triển nhanh chóng, chống lại bệnh tật và giảm chi phí chăn nuôi. Trước khi khám phá quy trình xử lý và chế biến thịt đà điểu ấn tượng, chúng ta hãy tìm hiểu về kho báu dinh dưỡng quý giá ẩn chứa bên trong quả trứng đà điểu khổng lồ nhé. Trứng đà điểu giàu protein cung cấp axit amin cần thiết cho sự phát triển của cơ bắp và hỗ trợ hệ miễn dịch. Ngoài ra, trứng đà điểu còn chứa chất béo không bão hòa, vitamin A, E và selenium giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư, cũng như nuôi dưỡng da, tóc và móng. Đuôi đà điểu mang lại giá trị kinh tế cao vì chúng có thể sản xuất trứng, thịt, da và lông. Món ăn làm từ thịt đà điểu không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng quan trọng. Với hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao, thịt đà điểu đã trở thành một món ăn đặc biệt và được nhiều người dùng ưa chuộng. Da đà điểu là một trong những loại da quý nhất trên thế giới, với đặc tính mềm mại, đẹp và bền bỉ, được thiết kế ra các sản phẩm như quần áo, giày dép, thắt lưng, túi xách bằng da. Độ bền kéo của da đà điểu cao gấp 5 lần so với da bò, giá trị cao gấp 5 lần so với da cá sấu. Da của một con đà điểu nặng khoảng 68 kg có thể được sử dụng để làm 7 đôi giày da, có giá trị tối đa là 7.000 đô la Mỹ. Điều này thể hiện sự độc đáo và giá trị cao của sản phẩm từ da đà điểu.
Bạn có muốn sở hữu những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời làm từ vỏ trứng đà điểu không? Tại đây, những người thợ thủ công lành nghề với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo phi thường đã biến những quả trứng đà điểu khổng lồ thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và ấn tượng. Nhìn vào những tác phẩm này, người ta không khỏi trầm trồ trước độ tinh xảo và nổi bật. Ngoài Trung Quốc, Nam Phi cũng là một quốc gia chuyên về sản xuất lông đà điểu. Nhà máy lông đà điểu là một điểm đến đáng chú ý ở khu vực Nam Phi, nơi sản xuất ra lông đà điểu chất lượng cao. Khám phá nhà máy, bạn sẽ tìm hiểu về quy trình sản xuất lông đà điểu, từ việc chọn lựa những bộ lông tốt nhất đến quá trình thiết kế và tạo ra các sản phẩm lông đà điểu độc đáo như váy, mũ và trang sức. Chính vì vậy, lông đà điểu được coi là một trong những nguyên liệu hiếm có và xa xỉ nhất trong thế giới thời trang. Các bạn cảm thấy là quy trình nuôi và thu hoạch các sản phẩm từ đà điểu trong video ngày hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của chúng tôi. Nếu như các bạn yêu thích video, hãy ấn vào nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến với những người bạn và những người thân của mình để ủng hộ kênh Han Khám Phá. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với phần giới thiệu đầy sáng tạo của đội ngũ kênh Han Khám Phá chúng tôi. Mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu người biên kịch tài năng, một cô gái tận tâm với niềm đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Không chỉ là một nhà biên kịch xuất sắc với khả năng viết nên những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa, cô còn liên tục cập nhật và nghiên cứu các công nghệ về nông nghiệp mới, bền vững từ khắp nơi trên thế giới. Đối với cô, viết kịch bản không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Điều này đã tạo nên sự đặc biệt cho mỗi video mà chúng tôi mang đến. Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu người sở hữu trái tim và linh hồn của kênh Han Khám Phá, người chủ kênh và cũng là chuyên gia chỉnh sửa video. Anh ấy luôn cống hiến và vượt qua mọi giới hạn để tạo ra những video chất lượng nhất cho khán giả. Với ngọn lửa đam mê luôn cháy bỏng, anh không ngừng thúc đẩy đội ngũ, mang lại những trải nghiệm độc đáo và chất lượng cho người xem. Chúng tôi hy vọng rằng trong hành trình sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ kênh Han Khám Phá. Xin chân thành cảm ơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Han Khám Phá. Bạn có biết rằng lợn rừng hoang dã có thể tìm kiếm thức ăn ở mọi loại môi trường sống khác?